Tác giả thơ Nguyễn Tiến Du xuất hiện trên văn đàn Quảng Ninh tuy thời gian chưa lâu nhưng đã tạo được nhiều ấn tượng bởi anh là người đang công tác, làm việc trong ngành than hiếm hoi, được tham gia sáng tác văn học nghệ thuật. Tiếng thơ của anh hồn hậu, giản dị, chân thành, sử dụng ngôn từ rất giàu hình ảnh, tính biểu cảm cao và giàu chất thơ, chất nhạc. Sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, sau khi theo học ngành mỏ, trở thành người kỹ sư hầm lò, anh đã đến sinh sống, làm việc và gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất Cẩm Phả trong suốt gần 40 năm qua. Trong 37 năm công tác đó, Cẩm Phả, Quảng Ninh, hòn than và cuộc sống người thợ, mạch nguồn tâm tư người thợ đã chảy trong anh âm thầm nhưng mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng cất lên những tiếng thơ. Tôi muốn truyền tải cái cảm hứng và cái tình yêu mỏ với người lao động, với anh em, với đồng nghiệp để lan tỏa và cái điều tốt đẹp cho cuộc sống này, và cũng là để xoa đi những cái vất vả của người thợ. Năm 2017-18 thì là tôi bắt đầu viết, nhưng trong cái tâm hồn của tôi từ bé, và thực sự tôi cũng là người lãng mạn, cho nên là trong cái những cái bài thơ của tôi gần như nó cũng nó pha giữa cái, như các anh vẫn nói, nhận định là nó có một cái sự lãng mạn, nó hòa hợp với lại một cái sự thực tế, cái trần trụi. Thì cái đó thì cũng được những người lao động họ rất thích, chứ cũng hợp với lại cái món ăn tinh thần của những người công nhân, những người lao động. Cuộc sống tuy vất vả gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào, đã hun rèn lên một hồn thơ kiên định, khẳng khái. Những vần thơ như có ánh sáng của lửa than, của ý chí quyết tâm và phẩm chất nghị lực, kỷ luật đồng tâm của người thợ mỏ. Vì là người gắn bó với mỏ, với những tầng than đen lấp lánh, những đường lò sâu, với bụi than và gương mặt người thợ mỏ lấm lem trong lao động, nên nhiều tác phẩm thơ thành công của anh chính là viết về đề tài vùng than và người thợ mỏ. Khi đọc thơ Nguyễn Tiến Du thì tôi thấy mình trong đó, một thế hệ thanh niên rời nông thôn, ra lập nghiệp, làm mỏ, xây dựng vùng than. Và về Nguyễn Tiến Du thì tôi rất thích anh, cái chất giọng của anh ấy thì không có ai có như thế. Chính cái sức nặng ngôn từ trong tập thơ phản ánh một cái cuộc sống phong phú, một đời sống tinh thần của anh, để dục dạ anh nên làm đến những câu thơ mà như chúng ta đã đọc trong chuyến tàu cuộc đời của anh. Tôi rất thích những cái giọng thơ chân chất bộc mạc, không hề có sự gò ép về ngôn từ, câu tứ. Tôi cảm giác mình cùng hơi thở, cùng nhịp đập với anh. Thế ông Nguyễn Tiến Du thì hơn chúng tôi ở cái sức trẻ là cái nhất. Cái thứ hai nữa là các anh ấy đã có một cái cách nhìn khác, tinh tế hơn, khoa học hơn, và nói thật là cái mặt bằng văn hóa hơn hẳn chúng tôi. Cho nên là các anh ấy viết nó khác chúng tôi. Và chính vì lẽ tôi đọc thơ của lớp các anh ấy, thấy các anh ấy sáng tạo nhiều lắm, thì Nguyễn Tiến Du đã vẫn cứ bám được vào cái thực tế của công nghiệp than, vẫn mà nhất là hiện nay than là rất khó khăn trong việc sản xuất ở đây, nhưng những người làm văn nghệ càng khó hơn. Hơn 10 vạn thợ mỏ mới có một Nguyễn Tiến Du. Bên dưới những câu thơ ấy là bao nhiêu những vất vả, gian nan, mồ hôi nước mắt của cả tất cả người thợ. Nguyễn Tiến Du đã đưa được cái bay bổng của người viết cũ đấy, đưa được vào thơ viết về công nghiệp. Tôi cho đấy là một cái sự sáng tạo và cái thành công lớn của lớp người Nguyễn Tiến Du. Trong thơ của Nguyễn Tiến Du, tôi tìm thấy những hình ảnh và những câu chữ anh chắt lọc rất hay. Tháng 9 về nắng vàng trắng mây buông, than như phơi nỗi niềm người thợ.
nhiệt lượng than đang căng nồng nhịp thở, nắng tỏa vàng, gợi mở một tương lai. Những câu thơ chỉ cần than như phơi nỗi niềm thợ mỏ, ấy là nhà thơ đã chạm đến những khó khăn, những vất vả. Chỉ cần những câu thơ rất nhẹ nhàng ấy đã chạm vào tâm can người đọc. Và điều ấy đã cho tôi thấy một cái cây bút tinh tế và sắc sảo. Tuổi trẻ gắn bó với mảnh đất nắng gió và bụi than cẩm phả, những câu thơ chất chứa tình người thợ, tình cảm gắn bó yêu thương. Ai đã từng là thợ mỏ ngành than, đã lớn lên từ lò sâu đáy mỏ, mới hiểu hết cái tình than trong đó, góp mồ hôi cho than đỏ nhiệt hồng. Bên cạnh những đề tài thân thuộc về công việc ngành than, về niềm tự hào truyền thống công nhân mỏ, thơ Nguyễn Tiến Du cũng ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống con người, ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương đất nước hôm nay. À, Nguyễn Tiến Du như vậy là anh ấy còn có những câu thơ như vậy là nói về thế sự và nói về cuộc sống cũng như nói về miền đất. Thì tôi có cảm nhận thấy trong cái tập thơ Chuyến Tàu Cuộc Đời thì Nguyễn Tiến Du có những câu thơ rất tinh tế và nó đã khắc họa lên cái gì đó mà chúng ta đặc biệt buộc chúng ta phải có những cái suy ngẫm. Anh ấy viết một cái khoảng bâng khuâng về một buổi chiều thôi, thế nhưng mà đặt lên ấy, thì trong đó nó cũng làm cho người ta rất rung động về sự cảm nhận về thiên nhiên, về cuộc sống xung quanh mình. Câu chữ thơ trong anh ấy là hiện đại và đang đi dần lên chuyên nghiệp. Tôi nghĩ tới đây tôi chắc rằng Nguyễn Tiến Du sẽ có những bài thơ và sẽ tiếp tục ra được tác phẩm sẽ có chất lượng. Tập thơ đầu tay với tựa đề Chuyến Tàu Cuộc Đời xuất bản năm 2021 gồm có 36 bài thơ là những cảm xúc được anh kể bằng ngôn từ, bằng giai điệu thơ giàu cảm xúc. Nhiều vần thơ của Nguyễn Tiến Du giàu chất nhạc điệu với ngôn ngữ thơ phong phú đa giọng điệu nên thơ của anh đã được một số nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh chọn để phổ nhạc. Tiếp nối con đường sáng tác của các nhà thơ Quảng Ninh có xuất thân từ ngành than như Trần Tâm, Vũ Thảo Ngọc, Nguyễn Đình Thái, tác giả thơ Nguyễn Tiến Du được các thế hệ đi trước nhận xét là có nhiều đổi mới trong tư duy, đã kết hợp được giữa giọng thơ chân thật của người thợ với nét bay bổng lãng mạn giàu tính trữ tình. Trái tim người thợ đã nâng bước cho hồn thơ, Nguyễn Tiến Du bay lên, hòa nhịp cùng đời sống văn học nghệ thuật Quảng Ninh. Hoạt động cùng với những văn nghệ sĩ Quảng Ninh đã mang tới cho anh nhiều trải nghiệm mới trong thơ. Giao lưu, chia sẻ, đàm đạo thơ ca chính là động lực để người làm thơ tiếp tục chinh phục những vần điệu mới. Khi mà chúng tôi được vào một cái gọi là cái ngôi đền thiêng ấy, thì tôi cảm thấy mình cũng phải nâng cái tầm lên từ cái lời văn lời ấy là tôi phải hướng về làm sao để xây dựng một cái tỉnh Quảng Ninh, xây dựng một cái tập đoàn than nó phát triển và mang lại cái niềm vui, cái hạnh phúc cho nhân dân. Chúc cho hồn thơ Nguyễn Tiến Du sẽ luôn khơi được thêm nhiều mạch nguồn cảm xúc và đóng góp cho sự phát triển của văn học nghệ thuật Quảng Ninh. Tháng 8 đến than hong trong gió, nắng mật vàng khô nỏ tầng than, lòng ta hạnh phúc ngập tràn, tàu vào cập bến hân hoan lòng người. Gió nâng nhẹ tiếng cười tỏa dạng, thu sang tơ áo mới ngỡ ngàng, nhẹ nhàng hè chuyển thu sang, đây mùa khai thác than vàng của ta.